Hello everyone, welcome back to English Mom. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi video bài giảng miễn phí chất lượng cao đến từ English Mom. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần writing của Unit 6. Ở phần writing ngày hôm nay, cô sẽ chữa cho các bạn phần bài số 1, trang số 55 trong sách bài tập của Bộ Giáo dục, được chưa nhỉ? Vậy chúng ta hãy nhanh chóng là mở sách này, vở này, bút này để chủ động take note những cái kiến thức mà cô sẽ truyền đạt cho các bạn ở trong buổi học ngày hôm nay nhé. Rồi, ok. Ở phần writing ngày hôm nay chúng ta có bài tập đó chính là reword sentences using the words in brackets, right? Chúng ta sẽ viết lại câu sử dụng các cái từ trong ngoặc, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích nhá. Có rất là nhiều các cái lợi ích của việc xây dựng các cái hệ thống tàu trên không ở trong thành phố, đúng không nào? Vậy bây giờ người ta muốn các bạn viết với loại từ beneficial là tính từ. Vậy chúng ta sẽ hình thành cái suy nghĩ đó chính là tính từ thì sẽ có các cấu trúc tính từ to verb, tính từ that, đúng không? Vậy chúng ta sẽ mindset, chúng ta sẽ viết dạng đó chính là nó sẽ rất là có lợi để xây dựng các cái hệ thống này, đúng không? Vậy chúng ta sẽ viết như sau. Is, đúng không? Very beneficial. Đúng không nhỉ? Is very beneficial to work to build a SkyTrain system in the city, right? Được chưa nhỉ? Beneficial to build a system in the city. Okay. Tiếp theo câu số 2. It is advantageous to invest. Đây chính là cấu trúc 1 mà cô viết lại cho các bạn đấy. Nó sẽ rất là có lợi để đầu tư nhiều vào giáo dục, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ viết lại cái câu số 2 này chính là cái dạng ngược của câu số 1 ấy, đúng không? Advantages ở đây lại là danh từ thì chúng ta sẽ viết với dạng là there is hoặc là there are, đúng không nhỉ? Advantages là danh từ số nhiều, vậy cô sẽ phải viết với there are, đúng không nào? There are advantages. There are advantages of, đúng không? Of verbing, of investing. Y hệt câu đằng trước, đúng không? More in education. Ok, được chưa nhỉ? Rồi, câu số 3 nhá. The number of well-equipped schools has increased sharply. Số lượng các cái trường học mà được trang bị tốt đã tăng rất là nhanh, đúng không nào? Vậy bây giờ sharply ở đang là trạng từ, sharp ở đây là tính từ, đúng không? Vậy chúng ta sẽ phải biến ở đây là trạng từ đi với động từ thường, còn ở đây tính từ thì chúng ta phải biến tính danh từ thành động từ thành danh từ. Ok, cô nói lại nhá. Ở đây chúng ta đang sử dụng trạng từ thì nó đi với động từ thường. Vậy ở đây chúng ta sử dụng tính từ thì chúng ta sẽ phải biến động từ thành danh từ để đứng đằng sau tính từ được. Để chơi nhau. Vậy chúng ta sẽ viết đó chính là có một cái sự tăng nhẹ ở trong cái lượng, số lượng các cái trường học mà được trang bị tốt, đúng không nào? Vậy có một cái sự tăng nhẹ. There is, đúng không? There is, đây là thì hiện tại hoàn thành, thì các bạn hãy dùng thì hiện tại hoàn thành cho chuẩn nhất nhé. There has been, được chưa? There has been a sharp, sự tăng nhẹ, đúng không? Increase, vừa là danh từ vừa là động từ luôn. Increase in, đúng không nhỉ? The number of equipped schools. Chép đến từ schools. Ok, được chưa nhỉ? Các bạn để ý kỹ cho cô một chút xíu nhé. Câu này hơi khó. Được chưa nào? Rồi chúng ta sẽ chuyển đến câu số 4 nhé. The traffic system in the country has gradually been upgraded in the last decade. Cái hệ thống giao thông ở trong khu vực nông thôn đã đang dần dần được cải thiện vào cuối thế kỷ trước, đúng không? Vào cái thế kỷ trước, đúng không nào? Vậy đây các bạn thấy này, ở đây là trạng từ gradually mà đây là tính từ gradual. Vậy chúng ta cũng sẽ biến động từ upgraded thành danh từ, đúng không? Y hệt như là câu số 3, đúng không nhỉ? Vậy ở đây chúng ta sẽ viết là there.
thì gì đấy nhỏ, hiện tại hoàn thành, vậy chúng ta cũng viết là there has been, đúng không? Rồi, there has been okay, gradual, đúng không? Gradual không cần a các bạn nhé, bởi vì là upgrade có s, được chưa nhỉ? Gradual, sorry, cô bị nhìn nhầm mất từ. Gradual, upgrade vừa là danh từ vừa là động từ các bạn nhé. Upgrade, okay, upgrades to the traffic system in the country in the last decade, right? Sẽ viết tiếp ở đây để cho các bạn nhìn cho dễ nhé. Okay, to the traffic, cô sẽ viết lên đây bởi vì là nó không tuân theo một cái hàng dài list, cho nên là có thể các bạn biết, các bạn không biết, đúng không? To the traffic system in the country in the last decade. Ở cái thập kỷ trước, được chưa nha? Decade là 10 years, là 10 năm các bạn nhé. Rồi, ok. Tiếp theo câu số 4. The quality life of people in the countryside has also been improved significantly. Chất lượng cuộc sống của mọi người ở nông thôn đã được cải thiện một cách đáng kể, đúng không nhỉ? Ở đây cũng vậy này, đang trạng từ này. Vậy người ta muốn chúng ta viết thành dạng với tính từ, thì cứ động từ phải chuyển thành danh từ để đứng đằng sau tính từ được, đúng không nhỉ? Vậy ở đây cũng là thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Vẫn với cấu trúc there has been, right? Significant, có một cái sự cải thiện đáng kể, đúng nhỉ? Significant. Improve, chuyển sang danh từ là improvement các bạn nhé. Thêm đôi mình, được chưa nhỉ? In the quality of the life in the countryside, đúng không? Chép đến countryside các bạn nhé. Được chưa nào? Có một cái sự cải thiện đáng kể ở chất lượng sống của người dân ở nông thôn, được chưa nào? Rồi, tiếp theo con số 6 này, recently, gần đây, đã có những cái sự tăng đáng kể ở những cái sự đầu tư vào cơ sở vật chất trường học, đúng không? Ở đây các bạn nào tính ý ra thì nó chính là cái sự ngược của các cái câu bên trên ấy, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ viết như sau, những cái sự đầu tư, đúng không nào? Những cái sự đầu tư vào các cái cơ sở vật chất của trường học đã tăng gần đây, đúng không? Hoặc chúng ta có thể dùng một cái chủ ngữ bất kỳ. Và investment chúng ta biến thành động từ invest, nhưng mà nó sẽ khó hơn. Cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách dễ nhất nha. Recently, phải nha, investment, những cái sự đầu tư, được chưa nhỉ? Investment in school facility, được chưa nhỉ? Has, thì hiện tại hoàn thành mà, đúng không? Has risen. Vậy chúng ta thấy ở đây đang là danh từ thì đi với tính từ, vậy ở đây là động từ thì chúng ta phải đi với trạng từ là considerably. Alright, considerably. Ok, được chưa nhỉ? Rồi, bài hôm nay khá là khó, đúng không? Rồi, đó chính là bài writing mà cô hướng dẫn các bạn ở trong Unit 6 ngày hôm nay. Để xem thêm các video bài giảng của cô về từ vựng, ngữ pháp và về ngữ âm ở trong sách giáo khoa cũng như là sách bài tập của Bộ Giáo dục, thì các bạn hãy truy cập vào link website englishjmom.com các bạn nhé. So now thank you and see you next time. Bye!